Chương trình này được bảo trợ bởi iGel Beauty, dược mỹ phẩm D1 by Tâm Đoan và bột bánh xèo hương xưa. Trần Thái Hòa xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị và thưa quý vị, trong chương trình Music Box ngày hôm nay, Trần Thái Hòa xin quý vị chào đón ba vị khách mời rất là đặc biệt của chúng ta. Thứ nhất đó là nhạc sĩ Vũ Thành An và thứ hai là ca sĩ Ngọc Anh cũng như là Hà Trần. Xin chú gửi lời chào đến khán giả. Vâng, Vũ Thành An xin kính chào tất cả quý khán thính giả khắp nơi. Con xin kính chào chú Vũ Thành An. Ngọc Anh xin kính chào quý vị khán giả. Chào Hà và Hòa. Em xin chào tất cả mọi người trong trường quay và xin chào tất cả các khán giả đang xem chương trình. Và thưa quý vị, trước khi chương trình của chúng ta được bắt đầu thì Trần Thái Hòa xin thay mặt trung tâm cảm tạ tất cả các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình Music Box ngày hôm nay. Và chương trình ngày hôm nay chủ đề với dòng nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ bắt đầu với một bài hát có tựa đề là bài Không Tên số 8. Trần Thái Hòa xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Vòng tay ôm nhớ có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Vắng nhau một đêm càng xa thêm nhìn chung, tiếc nhau một đêm rồi mãi thêm ngại ngùng. Mai sao rồi tiếc những ngày còn âu thơ, gần tìm trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn đắng. Về đâu tâm hồn này bâng bâng, về đâu thân này mòn mỏi không, về sao vài lần
đơn buồn phiền, ai đơn buồn phiền, người quen với cuộc tình đào điên, tình người quên một vòng tay ôm nhớ, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Vắng nhau một đêm càng xa thêm nhìn chung, tiếc nhau một đêm rồi mãi thêm ngại ngùng. Mai sao rồi tiếc những ngày còn âu thơ, lần tìm trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn đã. Về đâu tâm hồn nơi bay bồng, về đâu thân này mòn mỏi không, về sau bao nhiêu năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa sau, và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Quý vị, đó là bài Không Tên Số 8. Chúng mình tự vỗ tay lên với nhau đi. Chú ơi ạ, cháu có một cái câu hỏi này mà cháu nghĩ là rất là nhiều người thắc mắc từ xưa đến nay, đó là vì sao lại là những bài không tên mà lại được rất là nổi tiếng như vậy? Tại sao lại có một cái sự khác biệt trong cách chọn đặt tên cho bài hát như vậy thưa chú? Vâng, trước hết thì xin cho Vũ Thành An gửi lời một lần nữa cảm ơn tất cả quý khán thính giả khắp nơi, cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã tạo cơ hội cho Vũ Thành An lên đây ngày hôm nay. Chắc là Vũ Thành An sẽ có dịp để mà nói nhiều hơn. Có mấy lần được lên Thúy Nga thì nói ngắn quá thì phải đi xuống. Thì hôm nay trước khi vào show thì có nói với Thủy rằng là để cho chú nói nha. Thì Thủy cho phép rồi thì cũng mừng. Thì khi mà chú bắt đầu mà viết nhạc cái năm 1963-64 đó, là chú 20-21 tuổi rồi, thì chú có những cái bản nhạc. Thì lúc đó cái nền văn nghệ của văn học nghệ thuật ở miền Nam của mình rất là phong phú. Không những chỉ là có các nhạc sĩ thôi mà đủ mọi cái phương diện về nghệ thuật như là văn chương, thơ, hội họa. Yeah. Thì hồi đó rất là vui, phải nói rồi rất là vui. Thì riêng về các nhạc sĩ viết nhạc thì có thể là cả tiến trăm vị đó. Thành ra cho nên là mình thấy mình đơn độc mình đi vào trong cái nhóm này, thấy giờ là mình phải làm có cái cách nào để người ta để ý tới mình không? Đó, chứ còn bây giờ thì các ông nổi tiếng quá rồi, thì mình thì mới bắt đầu bước chân vào, phải có cái gì đặc biệt. Thì hồi đó chú đi học thì ông thầy ông nói là muốn làm gì thành công á thì phải có cái gì đặc biệt, phải nói lên cái đặc biệt điều đó người ta sẽ chú ý, mình sẽ khác với cái đám đông rồi. Đúng rồi. Thành ra chú bảo, tôi nghĩ bảo nếu mà chú đặt tên thì nó cũng không thể nào hay hơn các ông kia được, mà nhìn rất là nhiều. Thế cho chú bảo thôi thì mình đứng riêng một chỗ, mình không đặt tên đó. Bởi vì cháu thấy là một cái bài không tên nhưng mà bây giờ thành ra là lại rất là nổi tiếng, chứ không có cần phải có một cái danh tự nào cả. Đó là cái điều mà tụi cháu thắc mắc từ hồi bé tới bây giờ nghe nhiều lắm rồi. Hôm nay được nghe chú giải thích như vậy, cảm ơn chú rất là nhiều. Rồi, cảm ơn. Thế cho con hỏi là tất cả các bài không tên số 4, ví dụ như là chú đánh là 1, 2, 3, 4, 5, có nghĩa là nó đi theo đúng cái thời gian lịch sử sáng tác theo từng tác phẩm phải không chú? Những cái bài từ số 1 cho đến số 10 đó là những cái thời gian mà chú sáng tác trong mấy năm còn đi học, và có đó đi học trung học đó.
Thì khi mà phát hành cái bài tình khúc thứ nhất á, thì có một cái yêu cầu của nhiều người là muốn nghe thêm. Vì thế nên là chú, với lại có một cái điều đặc biệt là chú sau khi mà phổ biến bài tình khúc thứ nhất năm 1965 đó, thì năm 67 chú đi nhập ngũ và vắng mặt một thời gian. Thì khi chú trở lại năm 67 đó, thì chú nghĩ rằng là bây giờ mình phải có cái gì đặc biệt. Vì thế cho nên có cái bài Không Tên. Và cái bài Không Tên số 2 là chú nghĩ rằng là khi mà mình phát hành ra thì chắc là sẽ thành công hơn. Bởi vì chú biết là có thể là hầu như là một người con gái nào đi lấy chồng cũng phải có, nhất là những con gái đẹp, phải không ạ? Thì làm sao mà không có mối tình đầu đi học, phải không? Thì phải có, bao giờ một người đẹp đi lấy chồng cũng có một mối tình mang theo. Nhưng mà những cái bài Không Tên có phải là những bài đầu tay của chú không, hay là không hẳn là vậy ạ? Cũng không hẳn là không vậy à. Vì chú nói từ từ nó đến khi mà có cái nhu cầu, mà hồi đó cũng có cái phong trào là in những cái tập nhạc á, tập nhạc 10 bài 10 bài á, thì hồi đó ông Trịnh Công Sơn cũng ra, rồi mấy ông khác cũng ra, thế thì người ta cũng yêu cầu chú ra một tập 10 bài, thế chứ chú mới đánh lại, gom góp lại những cái bài đó con hiểu. Để ra một cái tập. Thì bài thì Không Tên số 4 nó nằm trong cái thời điểm đó, nhưng mà chú thì không phải nhất thiết là phải theo thứ tự thời gian. Thế con thì đó là cái câu con được giải tỏa, là chú đã đánh cái tên số 1, số 2, số 3, số 4 nó không theo thời gian. Có nghĩa là mình được trả lời câu đó rồi. Thì vừa rồi chú cũng có nhắc đến bài Không Tên số 4. Thì con cũng đã hát trên Paris by Night rồi và đã được khán giả rất là yêu thích. Nhưng mà qua những cái lời comment của mọi người ấy chú, thì con biết là không phải ai cũng hiểu hết được cái nội dung của bài đó. Thì như bài Không Tên số 2 chú vừa nói là người con gái ai cũng đi được đi lấy chồng. Thế nhưng mà cái thân phận của người cô gái trong cái bài Không Tên số 4 có lẽ là có vẻ như thiệt thòi nhất và đáng thương nhất. Thì chú có thể kể lại thêm một lần nữa thật kỹ cho khán giả được nghe, cũng như chính chúng con được biết thêm không ạ? Vâng, cái bài Không Tên số 4 thực sự khi mà chú viết thì chú không nghĩ là phải sẽ phổ biến cái bài đó. Bởi vì nó rất là riêng tư, có những cái điều mà chỉ có chú với người đó biết thôi. Mình nói ra thì người ta cũng không có thể gọi như thông cảm được. Thế nhưng mà vì cái nhu cầu chú nói đó, vì cái nhu cầu phải dựng ra một cái tập nhạc đó, thì thôi chú phải lấy nó vào để đặt lên số 4. Thì cái bài số 4 nó là cái tâm sự, mà cái sự mối liên hệ của chú với một người cũng rất là đẹp, vâng ạ, rất là đẹp, nhưng mà cái cuộc sống gia đình nó không thành công. Gia đình thì nó, bởi vì cô ấy là người đẹp nổi tiếng, thế mà cái là gia đình đổ vỡ. Thì mỗi lần mà cô ấy gặp chú là cô khóc như mưa, phải nói khóc dễ sợ lắm. Một mà chú chưa thấy, về sau này cũng gặp một số cô thì cũng các cô cũng có khóc, nhưng không bằng là cái cô này. Cô khóc tại vì cô đau khổ quá, cô mới tìm một cái người để mà chút bầu tâm sự đó. Thì chú là người phải nói rằng là chú đã để cho mọi người để chia sẻ với chú muốn chia sẻ cho với họ, thì chú càng tỏ ra cái sự chia sẻ thì cô ấy lại càng cái nỗi buồn của cô ấy. Thì cho nên là cô ấy đổ vỡ gia đình khi mà cô ấy đã có 3 đứa con này. Ba đứa con trai, thành ra cho nên là và cô ấy nổi tiếng như chú biết đó. Khi mà chú đi ra ngoài đường thì ai cũng biết cô ấy. Ai cũng biết cô ấy, đi ra ngoài đi chợ chú cũng thi theo chú. Thế đi chợ. Nhưng mà thời đó là mọi người cũng may mắn lúc đó, chứ đến lúc này là tụi con không biết đấy là ai ạ. Thôi đừng hỏi, hỏi kỹ quá. Càng có người trong cuộc thì biết, nhưng mà bây giờ mình cứ để là cô gái. Có gì lát nữa quay xong chú cho con biết nhé. Chú đã nói từ đầu là câu chuyện riêng rồi. Khi nào mà quay xong rồi chú nói mà. Đây, không hỏi thế nữa. Yeah, bây giờ là câu chuyện riêng. Thôi thế thì bây giờ con xin phép chú với kể cả mọi người, với khán giả đi. Con kể lại câu chuyện này của chú qua vâng, cái bài hát Không Tên số 4 ạ. Vâng. Xin mọi người cùng lắng nghe.
cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ vãng, người em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt cố cạn khi xa đời, thương cho đàn con triệu người quen. Cho em mái tóc bồng, lời anh nói vẫn còn mãi đây. Chuyện mai sau xin gửi trên tay. Và nghe Ngọc Anh hát như vậy là cũng thấy chú Ngọc ơi Anh đúng là con chỉ là không thương bằng cô đấy, là con chỉ mới có một con trai, thế nên mới có ba con trai chắc là con cũng đáng thương giống cô đấy. Nhưng mà đúng là phải nghe câu chuyện của tác giả thì thấy cái bài hát nó đúng thấm rồi, hơn nó nhiều thấm hơn rất nhiều ạ. Dạ, với hôm nay với một cái hòa âm ban nhạc Brothers làm lại cho con khác với trên Paris by Night, con thấy cũng rất là khác và cho con một cái cảm xúc rất là mới nữa. Dạ, con cảm ơn chú với bài hát này rất nhiều. Tổng cộng như vậy là bao nhiêu bài không tên ạ thưa chú? Thì chắc là mọi người đều biết những cái bài không tên đầu tiên cho số 1 đến bài cuối cùng. Yeah. Thế nhưng mà sau đó thì chú cũng còn viết, tiếp tục viết. Tại chú thấy là để là 10 bài không tên nhưng mà có những bài 11, 12 cho tới bài số... Cuối cùng bây giờ là chú 50 viết được 50 rồi, bây giờ chú viết thêm cũng được đến tính tổng cộng cho 140 mấy rồi. À.
Thế wow. Nhưng mà không có cái cơ hội để trình diễn phải không? Tức là bây giờ cháu có vinh dự được hát cái bài Không Tên Số 50 của chú. Như vậy có nghĩa là từ 51 tới 140 mấy là chưa có ai hát ạ? Chưa. Cũng có một số, có một số người hát nhưng mà chưa có phổ biến, chưa phổ biến lắm à. Ồ, thế này thì là mất đến mấy cuốn băng thính hả? Paris by Night nhỉ? Tại vì chắc là sẽ làm thêm một cuốn nữa. 51 đến 140 mấy thì quá là thừa bài. Mấy năm trước thì con có thu cái đĩa Vũ Thành An của chú và con có được hát hai cái bài mà thực ra là những cái bài mà số đơn á. Tức là nó chưa qua gọi là hai số, chưa qua gọi là chưa từ 10 trở lên thì rất nhiều người biết. Nhưng mà con thấy có cái bài này là bài Không Tên Số 50. Tức là nó nhảy vọt một cái lên bài 50 nhưng mà bài 50 con lại thấy rất là hay. Và con nghe nói là bài này chú phổ thơ ạ. Đúng rồi. Chú có thể nói về cái bài hát này được không ạ? Cái bài này thì, khi mà chú năm 91 thì chú sang tới Mỹ này rồi đó, thì chú có gặp một người, có một cái vị đó đọc cho chú mấy câu thơ. Em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại, cái câu thơ đó chú thấy hay quá. Mà vị đó thì cũng không có nói chú biết là tác giả là ai. Tác giả là, nhưng mà chú với khi mà chú viết xuống thì chú phổ đủ cái bốn câu thơ đó. Rồi sau đó chú thêm một chút để mà phát triển cái ý đó thì nó ra cái bài Không Tên Số 50 này. Thế chú có, bây giờ chú có biết là cái bài thơ đấy là của ai viết thực chưa? Sự cho bây giờ thì chú cũng có nhiều người cũng nói cho chú biết là của vị này vị kia, nhưng mà chú cũng có người nói là của người này, có người nói của người kia, nhưng mà chắc chắn là một nhà thơ của Đông Âu. Chú nghĩ lại nhà thơ Đông Âu. Tại vì khi mà con thâu cái bài này thì con thấy ghi là nhà thơ của nước Nga rất là nổi tiếng là Pushkin. Nhưng mà chắc là chú chỉ có mấy câu thôi. Tại vì con nhớ là khi nhỏ có đọc tập thơ của ông thì có mấy cái câu đầu thì có vẻ giống, còn những cái câu sau thì hình như là lời của chú thì đúng phải. Đúng rồi, lời sau. Tức là gọi là dựa cái ý thơ đấy thôi. Đúng rồi, chú chỉ biết có mấy cái câu thơ đầu đó thôi, rồi chú nghe đọc qua một lúc rồi chú nhớ trong đầu rồi chú và thấy bài này. Nhưng hay mà quá. Trong bài hát này là không có cô gái nào cụ thể ở đây cả, đúng không ạ? Dạ không, không có, không có. Thế thì con hát con cũng được áy náy hơn. Bây giờ Hà xin mời tất cả các anh chị, với chú Vũ Thành An và các quý vị khán giả nghe bài Không Tên Số 50. Anh đi đi, sao anh không đứng lại? Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay? Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ. Mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt em? Mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt em, không nhìn vào mắt sầu, không nhìn vào mắt sầu. Những chuyện buồn qua đi, xin anh không nhắc lại. Em khu ngỡ vụng dại, anh mơ mộng viền vông. Đời sống nghiệt ngã không cho chúng mình ấm mộng, thì thôi xin gửi xong đưa tình về cuối sông. Thì thôi xin gửi xong đưa tình về cuối sông.
tình vào khói không. Chuyện buồn qua đi, xin anh không nhắc lại. Em khùng ở vùng dài, anh mơ mộng viền vông. Đời sống nghiệt ngã không, cho chúng mình ấm mộng. Thì thôi xin gửi xong, đưa tình về xong. Thì thôi xin gửi xong, đưa tình về cuối sông. Đưa tình về với mộng, đưa tình vào cõi không. Thì thôi xin gửi iGel đẹp, rẻ, bền, sang, bóng, thương hiệu đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Chỉ 11 Mỹ Kim cho một set 3 trong 1, gồm bột Deep & Dub, sơn gel và sơn thường chuẩn cùng màu. Mua trọn bộ 247 màu, được tặng free 5 đèn Hybrid Light, free 4 bộ Color Charts và free shipping. Tổng giá trị quà tặng lên tới hơn 600 Mỹ Kim. Bộ đếp mịn, bền, treo và sơn thường dễ sơn, màu sắc chuẩn đẹp, phong phú, đa dạng. Đèn LED mẫu mã hiện đại, dễ sử dụng, sang trọng, mau khô treo và tiện lợi. Hãy liên lạc ngay với tiệm supply gần nhất hoặc website igelbeauty.com hay gọi số 832-553-2200. iGel Beauty, because your salon deserves the best. iGel hiện đang có special promotion, mua trọn bộ 3-in-1 được tặng 1 set quà. Có tới 6 set quà đầy giá trị cho quý vị lựa chọn. Cháu thấy chú ngồi chú nghe mà chú enjoy như vậy là cháu biết là chú rất là hài lòng. Cái bài này thực ra nếu mà nghe thì ít có ai có thể nghĩ tới là cái dòng nhạc của chú rồi, phải không chú? Nó nghe nó rất là khác so với những cái bài khác ạ. Hòa đã từng nghe bài này chưa? Chứ với Ngọc Anh là chưa bao giờ chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ nghe. Nhưng mà cái đoạn thơ đầu tiên thì mình nghe tất nhiên là quen thuộc thôi. Tất nhiên cái câu đầu tiên thì là quen thuộc rồi. Nhưng mà nghe cái dòng nhạc thì không thể nào đoán là nhạc của chú được, rất là đặc biệt, rất là lạ. Em cũng không nghĩ là bài này là bài của chú cho đến khi làm đi thu đĩa và người ta gửi nhạc cho mình thì mình mới biết là đây. Mà Hà hát bài này rất là hợp. Rất là hợp luôn ha. Hòa biết là hợp không? Tại vì ít lời á. Gì đây? Ít lời. Ít lời dễ nhớ, nó hợp lắm. Như vậy là bài số 50. Bài tình khúc thứ nhất có phải là bài đầu tay của chú không ạ? Chắc không phải à. Bài đó, bài tình khúc thứ nhất là là bài để mà đưa chú vào trong cái sinh hoạt nghệ thuật mà thôi. Tức như là chưa kể tới là năm 65 đó thì chú sáng tác bài đó với nhà thơ Nguyễn Đình Toàn. Rồi cũng là may mắn là cái bài thơ đã được cái bài nhạc đã được nổi rất là nhanh. Thì cái tựa đề là tình khúc thứ nhất đó, lúc đầu tiên thì chú cũng không có một cái tựa đề gì hết. Xong rồi nhà thơ Nguyễn Đình Toàn viết lời xong rồi thì ông đề nghị là lấy cái tên là tình khúc thứ nhất. Thì chú thấy cũng hay, một cái đề tài
quá là hao. Mà cháu nghe nói là hình như cái bài này đặc biệt một điều là chú viết nhạc trước rồi chú Nguyễn Đình Toàn mới viết lời trên cái, đúng rồi, cái nền nhạc đó phải không ạ? Cái câu chuyện nó như thế này, thì lúc bây giờ là chú mới tốt nghiệp trung học mà đi lên đại học, thì trong thời gian là học trung học rồi chú cũng đã sinh hoạt văn nghệ rồi, cũng đã sáng tác rồi, thì cái cô bạn của chú hồi đó biết chú là nó biết viết nhạc, cho nên là cô bảo là viết một cái bài để kỷ niệm. Thì mãi chú không viết được, đến khi mà chú viết thực thì chú đưa cho chú Nguyễn Đình Toàn nghe thử, hát. Thì lời chú thì ngô nghe lắm, thì đương nhiên là lúc mà nhà thơ Nguyễn Đình Toàn lúc bây giờ nổi tiếng rồi, là nhà thơ, là viện nhà văn nữa, thì đương nhiên là ông chê là đúng rồi, ông chê. Nhưng mà may mắn là chú là ông ấy lại thích cái melody đó. Đó cho nên là ông thôi vào để ông như vậy là trong cái ý, trong cái lời của nhà thơ Nguyễn Đình Toàn thì có cái phần nào của chú khi mà chú viết originally không ạ? Chú không, bởi vì đối với chú lúc bây giờ nhà thơ Nguyễn Đình Toàn là quá thần tượng rồi. Ngài nói cái gì là mình cũng thấy thích rồi, nhất là mình lại được kết hợp với là làm việc với ông á, thì ra thôi thì quá là hân hạnh rồi. Và bài đó thì hồi đó là ai là người thu âm đầu tiên hay là nổi tiếng với cái bài đó nhất ạ thưa chú? Cái bài nếu mà nói về thu âm đầu tiên là chính nhà thơ Nguyễn Đình Toàn hát. Hôm đó chú nhớ là cũng có cái văn phòng studio này, thì hôm đó studio trống thì ông ấy với có nhạc sĩ Nhật Bằng á, ông ở đó thì có cái guitar, thì ông Nhật Bằng ông đánh đàn guitar cho nhà thơ Nguyễn Đình Toàn hát. Thì hồi đó thu một lần là xong, mà quá hay biệt lắm ha. Rồi lúc bây giờ thì mọi người mới nghe, thì và trong số những cái người mà phổ biến mà thu âm hồi đó là Lệ Thu. Lệ Thu là hát cái bài rất là thành công, và cũng may, cũng là may mắn là hồi đó là cái đài truyền hình bắt đầu được thành lập đó, thì mỗi một buổi chiều trước khi mà phát hình thì đài truyền hình phát nhạc trước để dành trên một tiếng đồng hồ để là gọi như là để mà thử lăn sóng. Thì lúc bây giờ là toàn thể thành phố Sài Gòn được nghe cái âm thanh đó, thì là buổi chiều nào cũng đưa lên cái chương trình đó. Cho nên là cái bài nó đã được nổi nhanh. Cháu cũng thấy là có lẽ là cô Lệ Thu là người hát bài đó mà cháu thích nhất từ xưa tới giờ. Bởi vì cô hát rất là thấm mà rất là trau chuốt, rất là kỹ lưỡng từ lời, từng lời, từng lời trong cái bài hát đó. Và ngày hôm nay thì như chú biết là cô đã chia tay với chúng ta rồi, thì cháu xin phép được phép gửi lại bài hát này đến để thứ nhất là tặng cho tất cả quý khán giả, và thứ hai là để tưởng nhớ đến cô Lệ Thu, là người đã cho được cháu được nghe cái bài hát này từ lúc cháu còn bé cho tới bây giờ luôn ạ. Và thưa quý vị, sau đây là bài hát Tình Khúc Thứ Nhất, thơ của Nguyễn Đình Toàn và nhạc sĩ Vũ Thành An viết thành ca khúc ạ. Tình vui theo gió mây trôi, ý sầu mưa xuống đời. Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi, mấy tuổi xa người. Ngày thần tiên em bước lên ngôi, đã nghe son vàng ta tới. Trầm mình trong hương đỗ thơi bay, mong tìm ra phút sum vầy. Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai, những cánh rơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài.
lời nào em không nói em ơi, tình nào không gian dối, xin yêu nhau như thời gian làm giông bão mê say, lá thốt lên lời cây, gió lũ đưa đường mây, có yêu xin những ngày thơ ngây, lúc mắt chưa nhạt phai, lúc tóc chưa đổi thay, lúc môi chưa biết dối cho lời. Thần tiên gãy cánh đêm xuân, bước lạc xa xuống trần, thành tình nhân đứng giữa trời không, khóc mộng thiên đường. Ngày về quê xa lắc lê thê, chót nghe theo lời u mê, làm tình yêu nuôi cánh bay đi, nhưng còn dăm phút vui trần thế. Thần tiên gãy cánh đêm xuân, bước lạc xa xuống trần, thành tình nhân đứng giữa trời không, khóc mộng thiên đường. Ngày về quê xa lắc lê thê, chót nghe theo lời u mê, làm tình yêu nuôi cánh bay đi, nhưng còn dăm phút vui trần thế. Ngày về quê xa lắc lê thê, chót nghe theo lời u mê, làm tình yêu nuôi cánh bay đi, nhưng còn dăm phút vui trần thế. Bài tên khúc thứ nhất của nhạc sĩ Vũ Tân An và nhà thơ Nguyễn Đình Toàn. Kính thưa quý vị, bài tình khúc thứ nhất rất là lựa tuyển ca sĩ. Phải nói rằng hôm nay Trần Thuế Hòa là một trong những người mà hát thành công của cái bài này. Cảm ơn. Bài hát này thì cháu mê là cô Lệ Thu, và sau này thì có chú Tư Ngọc. Hai người cháu mê hát bài này nhất ạ. Tớ cũng hát rồi đấy nhá. Ngọc Anh có hát rồi hả? Con cũng hát rồi đấy. Bài này trong CD đầu tay của con á, CD Giữ Lời Trong Mộng ấy, đầu tiên của Thúy Nga phát hành. Nhưng mà thật sự là con nghe trong ngay lúc con hát thì con cũng đã thấy là lời bài hát nó có lẽ là hợp với nam hơn. Bài này nghe hợp nam hát đúng hơn rồi. Nhưng mà cũng đã chót thích cái bài đâm ra là cũng lại đưa vào CD. Chú cho con hỏi một câu là trong cái lời bài hát nó có cái câu là tình nào không gian dối.
Thực sự thì đấy là có phải là sự thật không ạ? Biết ý Hà rồi. Đang tò mò hiểu ý muốn, là, hỏi, rồi, muốn hỏi. Giờ muốn nghe chú Hồ Tam trả lời. Tại vì vậy nè, cái nói về tình yêu của người phụ nữ nó sẽ khác với người đàn ông, phải không? Cho nên là bây giờ vừa là tác giả mà tác giả là hai người nam nha, chú và Vũ Đình Toàn, thì có thật là đàn ông hay dối gạt đàn bà không chú? Người ta nói rồi chú là bởi vì tại người đàn bà cứ thích nghe, nghe không ngọt. Chị cứ để em hỏi. Hình như quý vị thấy hôm nay hai đấy. Người nữ ca sĩ của chúng ta hình như có rất là nhiều tâm sự thì phải. Thôi thì chú trả lời xem cho em Hà. Không, bây giờ với này chú trả lời gọi như là tránh cái trả lời, bởi vì cái người mà thẩm quyền có thể trả lời câu hỏi này nhất là nhà thơ Nguyễn Đình Toàn. Là chứ không có được thẩm quyền. Chú để không trả biết lời là chú chỉ thấy thơ như nào chú phổ thế đúng chú không ạ? Hay chị trả lời cho em vậy? Chắc chắn nó là sao không ai hỏi Hòa trả lời là, cho hai người câu đấy còn gì nữa. Hà sao Hà không hỏi Hòa trả lời cho Hà nữa? Thì đấy, một người đàn ông nào đấy trong hai người đàn ông ngồi đây trả lời đi, tại vì là đây là thắc mắc của hai người chị em phụ nữ. Đã nói là tình nào cũng có gian dối hết, tình nào không gian dối đâu em mà, đúng không? Có thể đàn ông cũng có thể đàn bà gian dối nhau, không có bắt buộc là đàn ông không có đàn bà không. Chút phải không? Dạ. Chút thì mà nhờ như vậy thì chúng ta mới có những bài hát hay như thế này. Hà có thắc mắc hoài. Bên nào dối, bên nào nhiều hơn? Cái đó thì chưa biết. Cái đó là chưa biết à, đúng không? Cái đó thì khó nói lắm, tại vì nói chung là vì nhiều khi người phụ nữ ít nói ra hơn mình không biết được, hoặc là người phụ nữ không có làm những cái điều mà nó gọi là nó quá sức lộ mãn, hoặc là nó quá giống như đàn ông chẳng hạn, thì người ta không biết được. Nhưng mà nhiều khi cái sự lừa dối của đàn bà nó lại càng kinh khủng hơn gấp mấy lần đàn ông chừng. Tại vì hôm nay con nhiều chuyện một chút, tại vì con là cung xử nữ. Cái tuổi xử nữ là cái tuổi nó không biết nói dối chú ạ. Đâm ra là và có một cái niềm tin rất là ngây thơ vào cuộc đời. Ai nói gì cũng tin. Thực sự là đến bây giờ con cũng trên 40 rồi mà người ta có nói cái gì cũng tin á. Con vẫn còn cái tính cách như thế. Thế cho nên là con phải hỏi cho ra nhẽ. Tại vì nếu mà mình bị dối thì mình cũng buồn lắm chứ, đau lòng lắm chứ. Nhưng mà con nghĩ rằng là những cái người như lúc nãy nghe Ngọc Anh hát bài số 4, bài Không Tên số 4, con mới chợt nhận ra một điều rằng là vì tụi con là ca sĩ đi hát thì tụi con hát nhạc rất là nhiều. Và phần đông nhạc Việt Nam thì nhạc là nhạc tình. Luôn luôn là nhạc tình đúng không? Các bài tình ca. Nhưng mà để đạt được đến một cái độ sâu nhất định nào đấy mà khi người ca sĩ người ta hát là mình có thấy lòng mình nó cũng đau đau, thì chắc là phải cái con người đó, người ca sĩ đó phải trải qua những cái kinh nghiệm thực tế như vậy. Phải có một cái một cái gì đấy không được trọn vẹn ở trong tình yêu, gọi là bị. Nhưng mà chị thì câu trả lời thì chị trả lời với em như vậy, nhưng em chị vẫn bằng lòng, chị vẫn đồng ý với em rằng là chị và em giống nhau, hãy cứ tin. Dù biết rằng là nó có những lời gian dối, nhưng mà mình cứ tin, bởi vì có thể người khi có những người đàn ông người ta gian dối hoặc là người ta giấu giếm hay là người ta làm gì chăng nữa thì cũng có thể chỉ là để mong mình được vui thôi. Tức là em, sợ mình buồn hả? Sợ mình buồn em, tức là ví dụ một ông nào mà có cô vợ rất là xấu vẫn cứ phải về nhà khen là em ơi em đẹp lắm. Em rất là đẹp, không ai trên đời nào mà đẹp bằng em đúng không? Ví dụ như thế đấy, kiểu vậy. Chú ơi, thì cho con hỏi chú một cái bài hát mà con mới được nhận. Con vừa được nhận rất là mới đâu, mới có vài ngày thôi. Cho nên ngay bây giờ thì con cũng rất là thấy hồi hộp để mà đến với bài hát này. Thì cho con xin phép chú có thể cho con biết được cái lịch sử của bài hát này được không ạ? Nếu như theo con đoán thôi nhá, thì là có thể là bài này rất là gần đây thôi. Đúng. Phải không ạ? Đúng là gần đây, cách thế là bài hoài niệm. Và có mở ngoặc là Dòng Thời Gian Không Tên. Thì con rất rất thích cái mở ngoặc này, bởi vì cái mở ngoặc này nó nói lên cái bài hát này này. Cái bài hát này nó không có chữ anh hay em hay cái gì cả. Nó là một cái gì đấy nó làm cho người ta thấy quý trọng thời gian nhiều hơn, phải không chú? Thì chú có thể chia sẻ về bài này với ạ. Bây giờ thì cái thực sự ra nó phát khởi như thế này thì trong mấy năm vừa qua thì chú xuống đây thì có được Hạ Đỏ Bích Phượng đó giúp chú làm một vài cái chương trình
bác ái từ thiện đó, thì cái có cái sự mối liên hệ anh em thân thiết, thì chú với Bích Phượng đã sáng tác chung một số bài. Thì cái bài này là cái bài mà chú viết chung với Bích Phượng đầu tiên. Khi mà cháu nghe cái bài này, cháu có thấy rằng là những cái dòng nhạc này nó khác với những dòng nhạc trước của chú không? Dạ có. Và dạ, nó dạ là một cái dòng nhạc riêng. Mà khi mà chú nghe lại, chú không ngờ nghĩ rằng là mình đã viết cái melody này. Thành ra trong cái đường hướng sáng tác của chú thì chú cố gắng là mình tìm một những cái âm điệu mới. Thường thường chú nghe những cái nhạc quê hương thì đúng hương cái sự sắp xếp và những cái gì nó tương đối nó giống nhau, phải không ạ? Trong như cái đó khi mà chú làm nhạc, chú cố gắng để ý cái melody đó làm sao nó phải có một cái gì riêng. Thì chú thấy rằng là đây cũng giới thiệu với tất cả quý khán thính giả là nó cái melody này nó có thể nói rằng là nó Vũ Thành An chưa làm bao giờ. Bây giờ phải nghe của anh hát thử xem. Con sẽ cố gắng hết cái tấm lòng của mình để mà thể hiện cái bài hát này. Vừa chắc là con hát xong đi, xong rồi con lại có thể hỏi tiếp cho chú được không ạ? Dạ. Em xin mời tất cả quý vị khán giả cùng nghe bài hát Hoài Niệm, lời thơ chị Hạ Đỏ Bích Phượng và nhạc của chú Vũ Thành An. Nhìn lại đời tuổi thơ đã theo thời gian vô tình, rồi khôn lớn trong vòng xoáy số phận, thành sông lững lờ thuyền trôi lìa bên. Tìm đâu một con dốc xưa dìu nhau vào mơ, chỉ thấy lá bay mùa thu quạnh hiu. Còn đâu tháng năm ngỏ gió khép tình vào áng mây, giọt nắng ua vàng từng bóng cây, tìm giữa âm bình minh gửi chút tiếng lòng vào thế gian, hạnh phúc bóng ngập tràn lối quen khi bước chân quay về. Tìm lại gì ngày xưa đã qua, người yêu xa rồi, mình tôi lắng nghe tình ca dâng trào, dòng sông vẫn vương hoàng hôn chìm thắm. Tìm đâu một góc phố xưa xưa đứt dây giờ giang.
ngày tháng. Tìm đâu vẫn thơ đắm say thời gian hạnh phúc, làm sao chấm câu một dấu thủy chung. Chọn tình soi sáng thêm niềm vui một cõi. Người ơi, tặng nhau đóa hoa thoang hương tình yêu, cùng nghe trái tim rộn rã mùa xuân. Con sẽ yên tâm để có lẽ con sẽ biến cái bài hát này thành bài của con trong bài của con trong tương lai. Tại vì cũng chỉ có mới có vài ngày thôi, cho nên đúng nếu rồi. Có cái gì mà nó chưa có được hoàn thiện thì con xin chú với khán giả bỏ qua. Nghe là thấy đoán là của Ngọc Anh rồi đó. Hà có thấy không, cái bài hát này chú viết và giống như là cách Ngọc Anh hát rất là mới hả? Không có thấy một cái Vũ Thành An nào cũng ngày xưa cả hoàng Vũ Thành mới đó. Rất là đặc biệt, bởi vì có thể khi mình viết nhiều quá mình sẽ đi theo một cái lối mòn không chứ, nhưng mà thấy là chú viết một cái đường hướng hoàn toàn mới và rất là trẻ trung, rất là tân thời. Thì cũng con lúc nãy con có muốn làm, con muốn hỏi là vì là chú đã viết nhạc sẵn rồi và chú gửi cho chị Bích Phượng để chị Bích Phượng viết lời đó rồi. Thì tại vì là con chưa hỏi chú trước, nhưng mà con thì con lại cứ nghĩ là cả chú cả chị cùng làm hay sao, mà con thấy trong này nó như là diễn biến cả một cái cuộc đời của chú trong đó, cũng như là một cái cuộc đời âm nhạc của chú trong đó, nó như một cái dòng thời gian, rồi nó có cái gì đấy rất là đau đáu ấy. Và con thì con rất hiểu là cuộc đời của chị Phượng, tại vì con cũng chơi thân với chị Phượng nữa. Thì con cũng tìm ở trong đấy thấy mình, nhất là những cái câu như thế này chú này, làm sao chấm câu một dấu thủy chung. Con rất thích cái câu này trong cái bài này. Tức là đau đáu, tức là một cái câu mà câu hỏi mà không bao giờ có thể ai có thể trả lời được, là bây giờ làm thế nào đây để mà có thể trọn vẹn được cái chữ thủy chung, cái dấu chấm hỏi thủy chung như vậy. Thì chị viết lời xong như vậy thì chú hoàn toàn là chú hài lòng không? Hay là chú... như này, trong cái quá trình làm cái bài này đó thì chú với chị Phượng trao đổi và nó có nhiều ý với nhau, làm sao để mà đưa cái ý tưởng đó vào trong cái lời hát. Ví dụ như là cái thủy chung, cái ý của lại giữ, làm sao giữ với nhau thủy chung với nhau, thì chị Phượng đã viết ra được làm sao chấm một dấu thủy chung
thì đó là cái khả năng của Phượng, đó là nó cái sự kết hợp cái ý của chú nhưng mà Phượng viết ra thành lời. Vậy là con nghĩ là một cái sự thành công phải không chú? Rất thành công, chú hài lòng. Thành công là bởi vì là nếu mà như chú nói đó. Như chú nói là chú viết nhạc xong rồi chị Phượng viết lời, nhưng mà nghe này giống như là con thấy như được viết ra cùng một lúc một người ha. Con có nghĩa là viết ra cùng một lúc tại vì nó rất là ăn với nhau. Lời với nhạc nó rất là ăn với nhau. Nếu mà không giới thiệu là hai tác giả thì sẽ nghĩ là của một người. Chú với Phượng làm cũng tương đối lâu mới ra cái kết quả này. Gửi tới gửi lui rồi chú sửa rồi. Con thì con muốn thấy là mình nói chuyện với nhau như này để nhiều khi khán giả, những người không sống trong cái âm nhạc của chúng mình ấy, nhiều khi để họ hiểu thấy được là để ra được một cái sản phẩm, một cái tác phẩm như này nó là cả một cái công trình. Đúng rồi, dùng từ là công trình đấy. Dạ. Nhưng mà đặc biệt hay là thấy giống như là từ một người ra chứ không có thấy là nhưng hai nhầm tư tưởng khác nhau. Nhưng mà thường khi mà trong cái quá trình sáng tác một bài hát ấy chú, thì chú là thường viết nhạc trước hay viết lời trước ạ? Chú thường viết nhạc trước. À. Cũng đặc biệt ha. Tại vì cháu cũng thấy là mỗi một người nhạc sĩ họ có cái cách khác nhau. Có người như chú nói là chú viết nhạc trước, sau đó chú viết lời. Thế cũng có những người khác thì họ đã viết lời ra trước, sau đó họ lại viết cái nhạc vào trong cái lời đó. Theo chú trong một quan điểm thì cái melody là quan trọng. Đúng rồi, con nghĩ vậy. Rồi có thể đưa một cái lời nó hợp với nó thì nó sẽ lên. Thường ấy là nếu mà có lời trước ấy thì cái người phổ nhạc ấy họ chỉ dựa trên ý thơ thôi. Đúng rồi. Rất khó có thể exactly. Đúng rồi, không như em đang nói đến là cái process của một người nhạc sĩ, tại vì cũng có những người nhạc sĩ nhá, họ tự viết cả lời của họ. À thì đúng rồi, nếu mà nếu như chị chẳng hạn thì chị nói viết cùng một lúc. Em nói là viết cả lời cả nhạc ấy. Thì ví dụ như chú nói là chú viết nhạc trước, sau đó chú viết lời. Hoặc là phổ lời. Thế còn có những người nhạc sĩ khác, con biết có những người là họ viết cái ý lời của họ ra trước, sau đó họ mới viết cái nhạc của họ vào. Đúng rồi. Mà đấy là một người nha. Ví dụ như con trong quá trình sáng tác thì con lại thường là hay đi ra melody trước, sau đó con mới viết lời. Đúng rồi, melody quan trọng lắm. Cho con hỏi câu cuối cùng được không chú? Thì bài này đã có phải là nó như khép lại một cái dòng thời gian những cái chuỗi bài không tên không ạ? Hay là sau đó chú còn nữa? Cái này nó là một cái, chú không có cái nghĩ đó, bởi vì chú còn tiếp tục sáng tác mà mấy bài không tên chú còn tiếp tục nữa. Thế là nó bất tận phải không chú? Có giống như gọi là cứ tiếp tục. Chú sẽ còn viết cho đến khi nào chú không viết được nữa. Chú chán. Khi nào chú chán thì vậy thôi. Vậy thì tụi con cũng mong được gặp lại chú vào một cái music box số 2, xong là chúng con lại được hát tiếp những bài mới. Con nghĩ là chú cứ chơi cho hai series thôi, một series không tên với một series tình khúc thôi. Mình là bài đã cũ đủ. Mình chưa hát xong hết và còn nhiều lắm. Đã đủ in ra mấy tập sách rồi. Và bây giờ là một bài không tên nữa, cũng lại là đánh số không tên số 16 của nhạc sĩ Vũ Thành An, có tựa đề là Chia Tay. Thu Hà xin mời tất cả các quý vị lắng nghe bài hát này. Sở dĩ Thu Hà cũng không đặt câu hỏi cho tác giả bởi vì có lẽ đây là một trong rất là ít những bài không tên mà có cái cảm giác hạnh phúc thay vì đau khổ. Cho nên là thôi, hạnh phúc thì ta cứ nhận đi, đừng hỏi làm gì. Chia tay âm u chết lặng hàng cây, mất em rồi không bao giờ có lại. Tiễn người đi cả hồn ta tê tái, giờ phương ấy em theo bước đường cuồng quay. Để lại đây âm u sáng một trời mây, có khi nào bâng khuâng ngồi nhớ lại những ngày xưa còn lang thang chốn này. Em đi rồi là hết, không ai để hẹn hò. Em đi rồi bóp chết trong em nhiều mộng mơ.
thật dạn vỡ. Anh chui vào bóng tối, anh rơi vào chơi vơi. Em đâu là tình nữa, em đã thành xa xưa. Anh đâu còn người cũ, anh muốn thành người mù. Để không thấy quanh đây vẫn đậm riêng một bài này cũng là riêng của khói của nó phải không? Cháu nghe cái bài này cho cái cảm tưởng giống như là một cái cuộc sống hiện đại của hai người yêu nhau mà thanh niên mà nghĩa là mới. Nói là bài hát mà không buồn thì không đúng, nhưng mà tại vì cái bài hát này được viết ở cung trưởng, cho nên là có lẽ nó vẫn là một chuyện tình buồn, nhưng mà nó không có cái dây dứt đau đớn quá, u ám quá. Cái chia tay trong hai người giống như hai người chấp nhận chia mà tay chấp nhận với cái chia tay nào cũng buồn đúng không, nhưng mà nó là không có một cái sự dằn vặt, không có dằn vặt nhau, không có đau đớn. Và con nghĩ là con không chịu nổi dằn vặt, cho nên là con thích hát những cái bài tông trưởng. Nhưng mà cái lời của bà này nó giống như là nó có một cái nỗi đau, giống như là hồi xưa người ta nói là cái thú yêu đương, phải không? Tức là mình chấp nhận và mình hạnh phúc cho cái sự chia tay đó, chứ không có đến nỗi là phải dằn vặt nhau hoặc là thù hằn. Thật ra là lời rất là hay, ví dụ câu nói là anh đâu còn người cũ, anh muốn thành người mù, để không thấy quanh đây vẫn đậm hình em, để được quên
quên đi những kỷ niệm quen. Mối chân tình không bao giờ có được, sẽ nghìn năm là nguồn hạnh phúc thật. Có nghĩa là cái kết nó vẫn là cái có hậu, là tôi không có em nhưng mà cái chân tình đấy thì tôi giữ nó như một cái nghìn năm hạnh phúc, đúng không ạ? Cái đoạn này là con đang rất là thấm. Và cái cách hát của Hà rất là hiện đại, mình nghe mình tưởng tượng giống như một cái chuyện tình rất là trẻ trung của một cái cặp là sống ở trong một cái thành phố lớn như New York City chẳng hạn, là dating. Rất là dễ thương, đúng không? Nhưng mà bài này sáng tác tại Sài Gòn. Cái bài này là ai viết lời chứ? Thì Sài Gòn lúc đấy tráng lệ mà. Đấy. Bài này ai viết lời à? Chú viết, chú viết lời, chú viết lời. Chú viết năm bài này chú viết năm 8 khoảng năm 90 rồi đó. Chú đang ở Sài Gòn. Chưa thời xong. Nhưng là chắc cũng ánh đèn của Sài Gòn làm ảnh hưởng chú. Cái bài này giống nghe cho cái tưởng tượng giống như là một cái chuyện tình mà rất là chú rất thấy là có trong này có cô nào? Có cô chứ. Nhưng mà tại vì cô ấy đi và ông cô ấy đi ra đi có một cái cuộc sống mới và mình ở lại, cho nên là anh không còn người cũ, anh muốn thành người mù người đó. Đó, anh chui vào bóng tối, anh rơi vào chơi vơi, anh không còn người cũ. Anh chui vào bóng tối, anh rơi vào chơi vơi. Phải công nhận để mà là nói là hai cái đây vẫn là lời nói của người đàn ông. Hai cái đoạn cái bài lúc nãy là cuộc tình nào không gian dối, với cả cái đoạn này thì con nghĩ con thích cái đoạn này hơn. Con thích cái đoạn cái hình ảnh người đàn ông này hơn. Như vậy là bây giờ chân nghe thật, cái bài hát này đó, người đàn ông là thấy là cái cuộc đời của chú là có thể là nó chuyển biến theo một cái đường hướng, nó có vẻ là nó positive hơn, không ạ? Đúng rồi, những lời của chú nó chân thật và nó đỡ buồn hơn, đỡ buồn hơn, đau khổ hơn. Con nghĩ là khi mà đọc một người phụ nữ ấy, khi mà đọc cái lời này là tâm sự của chú cho một nhân vật nào đấy đi, cứ nói là bây giờ hãy nghe rằng là đây là lời nói của một người đàn ông, thì khi mà con là một người phụ nữ, con nghe cái những cái lời ca từ này, có thể ví dụ con là người đi thì con cũng sẽ cảm thấy rất là xúc động, bởi vì con nhận thấy ra là người đàn ông này, cái người yêu vẫn này của mình, người ta vẫn thương mình và người ta hoàn toàn không có một cái ego nào cả khi người ta nói ra những cái điều này. Bởi vì người đàn ông con thấy nhiều khi cũng ego lắm, đau nhưng mà đau giữ trong lòng thôi, còn ngoài mặt vẫn cứ phải tỉnh bơ ra là chả có chuyện gì xảy ra cả, em đi thì sẽ có người em khác, đúng không? Đàn ông là rất là hay như vậy, nhưng mà đây là chú nói thẳng luôn là anh không còn người cũ, anh muốn thành người mù, tức là nó rất là thật. Thì con cảm thấy là chân thành, rất là rất là xúc động, và vì con là phụ nữ cho nên con muốn tin vào điều này hơn hơn là cuộc tình nào cũng gian dối. Nhưng mà chúng bài này là Hà chọn được. Hả? Nhưng mà chúng ta vẫn không biết được. Thôi bà. Biết nghe lời. Bài này Hà chọn cho Hà hay là chú Vũ Thang chọn cho Hà? Hay gì bài này chọn là cho tại vì là đã thu đĩa rồi. Hà chưa được nghe bài này mà rất là thích. Lần đầu tiên nghe là rất là thích. Cho nên là Nhuyễn, nghe Nhuyễn. Vâng, cho nên là xin là Nhuyễn để cho em hát bài này, tại vì bài này thu rồi. Lẽ ra là vậy. Em đỡ bị giống Ngọc Anh. Hôm nay được biết được hai bài hát rất là mới mà rất là hay, đó là một bài của Hà và bài của Ngọc Anh. Lúc nãy cháu có định hỏi chú cái câu này, cái lời bên kia tựa đề của cái bài hát này rất là lạ. Đó là bài Tình Xưa Gái Huế. Như vậy hồi xưa chú có ra ngoài Huế và cũng có một cái mối tình nào với một cô gái Huế nào? Có đây có. Nhưng mà nó cũng rất là vui. Nó như một cái kỷ niệm, và nó một cái kỷ niệm hồi đó chú ra Huế cũng lâu thời gian để mà đóng phim Đất Khổ. Tức là khoảng năm nào chứ ạ? Đó là năm 70 đó, 1970, 70 đó, chú ra đóng cái phim Đất Khổ. Thì cái phim Đất Khổ vai chính là Trịnh Công Sơn. Nói về một cái gia đình ở Huế. Thì gia đình đó nó có nhiều cái khía cạnh của cái đời sống của Việt Nam hồi đó. Có mẹ, có mẹ già, rồi có các con đi học, rồi con đi làm, rồi con đi theo đi kháng chiến, rồi chú là một đóng vai người anh ở trong gia đình, là bác sĩ trong quân đội. Thì ở đấy lâu, trong khi mà những người khác đóng phim thì chú rảnh rỗi lắm, chú không có gì. Thì trong cái phong phim đó thì có hai nhân vật nữ, một nhân vật nữ là đóng bà chị của Trịnh Công Sơn, và một nữ vân nhân vật nữ đó đóng vai em. Thì hôm đó thì chú mới tự nhiên, đương nhiên là mà tài tử thì phải có một cái nhan sắc rất là đẹp.
thì lạnh rỗi chú rủ bảo có đi chơi không, có được tôi muốn đi vòng Huế chơi không. Thì chú nói vậy thôi, cũng không hy vọng là cô ấy đồng ý, nhưng mà đồng ý là cô lại bằng lòng đi chơi với mình trong cái buổi trưa đó. Rồi thì mượn được cái xe Honda đó thì chở cô ấy đi vòng các lăng tẩm thôi, rồi về là từ cái sự rung động đó lại viết được bài hát này. Tình yêu đó. Sau đây thì Trần Thu Hà xin mời quý vị nghe bài Tình Sư Gái Huế của nhạc sĩ Vũ Thanh An. Một bóng dáng mảnh mai, một mái tóc mềm mướt dài, thứ tha buông chảy, gió chiều thoảng ngất ngây, một tiếng nói lặng thinh, một ánh mắt ẩn dấu tình, ấp yêu một mình, bóng hình ngày xanh. Cuộc tình đâu chẳng được thiết tha bao, đã phải cách xa nhau. Lời xưa ân ái thoáng đau tê tái sắc như một làn dao cứa sâu. Bóng dáng mảnh mai, còn mái tóc mềm mướt dài, vẫn đi hoài bước đời lẻ loi. Chẳng được thiết tha bao lâu, vừa đượm nồng đã phải cách xa nhau. Lời xưa ân ái thoáng đau, làn dao cứa sâu, còn bóng dáng mảnh mai, còn mái tóc mềm mướt dài, vẫn thương Sư
Cháu cũng là người Huế cho nên hôm nay cháu phải chọn cái bài này cho hát. À. Nhưng mà thực ra là bị mê bài này qua giọng ca của nam danh ca Tuấn Ngọc. Hình như là chú Tuấn Ngọc là người thứ nhì hát sau cô Khánh Hà thôi. Chứ còn ngoài ra thì cháu chưa nghe bài này của ai hát cả. Thế Trần Thái Hòa có con đã đèo cô nào sau xe Honda đi vòng vòng Huế chưa? Có chứ. Trước khi mà sang Mỹ thì họ có ra Huế họ chơi, thay vì là một tuần mở lại tới 3 tháng luôn. Nên là được một cái nhóm bạn ở đó cho đi khắp nơi ở Huế thì đang hỏi là vui cô lắm. Nào ngồi đằng sau thì xe trong Honda đó có một cô kể từ từ. Nhưng mà lúc đó thì cháu nghĩ là tại vì cái tâm lý thì không có được lãng mạn như cái hôm mà chú đi đâu. Bởi vì từ cháu là lúc đó còn con nít lắm. Chưa có biết gì. Cái bài hát này đó, chú viết như vậy đó là chỉ có sau một cái lần đi chơi đó là về là có rung cảm là viết bài này thôi hả? Có một lần đó thôi, không gặp lại chú nữa. Ơi, chú cho con hỏi là chú có tới tận hơn 140 bài không tên đúng không ạ? Mà phần đông nhạc chú là nhạc tình, thế có tới 140 cô không? Không tới 140 nhân vật đâu. Khó trả lời là không? Yeah. Cũng có, không phải là trung bình mỗi cô cũng phải được 10 đến 20 bài chứ nhỉ? Chia ra chứ đây là một cô mà một bài một rồi đấy. em thấy mà viết mà mỗi cô mà được 10 bài khó lắm. Vì sao vậy hả? Tại vì là cảm hứng. Cảm hứng thì ví dụ đây là một buổi trưa đèo đi chơi được một bài nhá. Thì... đấy là chưa buổi tối nhá, đấy là mỗi trưa rồi. À, đấy. Thế thì bây giờ nếu mà trên 140 bài thì 140 cô, chứ còn nếu mà một cô mà kéo sang 10 bài thì cái bài số, mấy cái bài sau chắc không hay lắm nữa đâu. Quý vị thấy nếu như mà những cái cô đó mà có duyên giống như Hà Trần hoặc là như Ngọc Anh thì tất nhiên là một cô mấy chục bài cũng như sức phải không ạ? Phải không ạ? Đâu cần phải là một cô vài bài. Gặp hai chị em mình nhạc sĩ tắc tịt. À, chú cho hỏi là tất cả những bài chú viết hồi xưa giờ có bài nào chú viết tặng cho một nữ ca sĩ nào riêng chưa ạ? Chứ hơi tò mò chút xíu là bởi vì chưa mình chưa có một cái cũng hơi lạ đó, tại vì chưa có thân với một ca sĩ nào hết. Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay cháu thấy hai bài mà Hà Trần và Ngọc Anh hát rất là quá hay. Cháu nghĩ là nếu mà cháu là chú chắc sẽ tặng hai bài cho hai người. Tại vì cháu nghe cháu không thể tưởng tượng một cái giọng hát nào khác hát cái bài đó. Tại vì nó hợp quá tới cái mức mà giống như là mình nghe giống như là riêng cho từng giọng, từng người một á. Cháu thấy cái điều đó rất là quý á chú ạ. Nếu vậy thì cho đến bây giờ thì chưa có thì... riêng bài của Hà Trần thì chú tặng bài đó. Thì còn chắc là Hạ Đỏ Bích Phượng cũng muốn tặng bài hoài niệm này cho Ngọc Anh. Dạ. Dạ. Ngoài ra cháu không thể tưởng tượng được cái giọng hát nào hát hai bài, tại vì hát quá hợp rồi. Đem cái sức sống cho cái bài hát. Con cũng rất là hợp. Luôn thể đây thì con cũng hứa với chị Bích Phượng, nếu mà chị Bích Phượng sẽ xem chương trình này, thì con sẽ để thêm cái tình yêu nữa vào cái bài hát này. Đúng rồi. Cả chú nữa, con hứa với chú. Hát nhiều lần nó sẽ rất là hay. Nó sẽ hay hơn. Dạ. Biết đâu được quay Press by này. Lúc nãy hát xong là thấy hợp sắp lắm rồi, rất là hợp. Thế giờ chúng mình chưa có bài nào xong ca nhỉ? Hai bạn có xong ca bài gì chứ? Như vậy thì TTH màn xong ca của TTH trong bài Không Tên số 2 của chú Vũ Thành An.
đã chết, cơn mê đã chiều, tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều, đời thôi sẽ còn mãi sau. Thôi em đừng xót thương, rồi ngày tháng phai đi. Thôi cuộc tình đó tan rồi, không còn gì nữa tiếc mà chi. Đời một người con gái ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo. Xin một lần siết tay nhau, một lần cuối lần vẫy tay chào, thôi xong đời đó cuốn người theo. Mắt nào khô, đường tim chớ vơ. Đêm cho nhau lời nói, trên đời nào yêu người. Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều, tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều, đời thôi sẽ còn gì nữa tiếc mà chi. Đời một người con gái ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo. Xin một lần siết tay nhau, một lần cuối vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo. Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người đoàn mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Nó sẽ tự biết thay đổi cái vấn đề nào đó của riêng cho quý vị, cho nên là nó sẽ chấp tất cả các loại da. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoan đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền hơn 5 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ. Căng ra luôn, chính xác luôn, những gì tâm non non và cách review lại nói đó là sự thật. Em nào nám nên mua xài đi. Mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra. Thì da rất là mịn, mỏng mà rất là căng, đẹp, còn nám thì hầu như là mình không còn thấy nữa. Mua cái Tâm Đoan thì có thử, thì có uống được một lọ, có đi khám lại bác sĩ về cái đường tiểu á, cái chỗ chảy máu thì nó hết. Thì bác sĩ bảo là cái tế bào nó giảm đi, cái tế bào ung thư ở trong người. Không phải đi mổ nữa. Bác sĩ rất là ngạc nhiên, tại vì cái lượng máu của ba chị Bạch Quý Cầu đứng hẳn cái số bình thường. Đêm là nó nhức, ban ngày nó cũng nhức, nên chỉ uống là bây giờ không đau nữa. Cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mỏ. D1 Real Make the Difference 8883766768. Chúng tôi gửi hàng khắp nơi trên thế giới. Tâm Đoan trân trọng kính mời. Bài không tin số 2 mà hát thành ra bài vui luôn. Cũng lạ. Tư rồi. Lúc nãy mình có cái buồn trong cái khu, giờ bây giờ mình có cái tư trong cái buồn. Một sự thay đổi ngẫu hứng, tại vì là cái bài này thì gần như ai cũng thuộc.
Vâng, một bài mà một ai cũng biết đúng không? Nhưng mà rất là cảm ơn ban nhạc The Brothers Band hôm nay đã cho chúng em có một bản Bossa Nova rất là hay và để nó không có giống các cái bản cover trước đây. Xin cảm ơn các thành viên của ban nhạc và xin được giới thiệu drummer Azin, bassist người chơi đàn bass anh Duy Luân, anh guitarist Ngọc Trác, keyboard Công Phụng, saxophonist là anh Golden Lizama, một người nước ngoài, violin là Dương Thanh Thảo và pianist là anh Hoàng Bảo. Xin cảm ơn The Brothers Band. We love you, Brothers Band. Từ nãy giờ tụi con có phải hỏi chú về tình yêu rất là nhiều rồi. Thật sự con cũng có những câu hỏi mà nhân dịp đây con sẽ rất là muốn được biết về cuộc sống của chú bây giờ, được không ạ? Tại vì con rất là ngưỡng mộ chú trong âm nhạc, nhưng mà con không biết là chú đang sống ở đâu và hàng ngày cuộc sống của chú như thế nào. Thì cuộc đời đưa đẩy chú sang bên này năm 91, rồi năm 95 thì chú đi, phải nói rồi, đi tu theo đạo Công giáo. 95. Năm 1995, rồi đến năm 2002 thì chú được phong chức phó tế của trong Công giáo. Và đến năm nay 2021 thì chú được Giáo hội Công giáo cho phép chú thành lập một dòng tu. Một dòng tu cho cả nam và nữ trong bên đề Công giáo. Thì đó là một cái, chú thích có thể nói được cái bài Đời Đá Vàng, mà nói lên một phần lại trong cái cuộc đời cũng như là sự suy nghĩ của chú trong suốt quá trình. Thì cái bài Đời Đá Vàng chú viết là bắt đầu viết là cuối năm 74. Đến năm 74 thì lúc bây giờ chú mới 31 tuổi thôi, nhưng mà danh vọng, địa vị và tiền tài thì chú đã có. Bởi vì năm 74 lúc bây giờ bài Không Tên đã nổi như thế là cả miền Nam. Và đấy là danh vọng rồi địa vị thì chú cũng có một cái chức vụ trong cái bộ thông tin. Rồi đương nhiên là cái danh vọng và địa vị nó đưa tới tiền bạc. Nhưng mà chú không cảm thấy hạnh phúc, mà chú không hiểu được cái lý do của cái cuộc đời mình sinh ra đời làm cái gì. Ôi thôi đời ta phung phí theo cơn buồn phiền, ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay tại sao ta sống chốn này, quay cuồng mãi hoài, có gì vui. Mặc dù mình có được những cái điều mà người ta mong muốn, nhưng mà mình không thấy cái ý nghĩa cuộc sống, mình không thấy vui. Thì chú viết ra đến đó thì chú ngưng lại. Thì nói cho quý khán thính giả và các bạn biết rằng là cái sự suy nghĩ của chúng đó, cái tình cảm của chú đó, của chú lúc đó là không tìm thấy cái ý nghĩa cuộc đời, không có đức tin, phải nói vậy, rõ ràng là không có đức tin. Đến năm 75 chú bị giam, đến năm 81 thì chú tìm được cái đức tin Công giáo, tìm được đức tin Công giáo. Và khi tìm được đức tin Công giáo thì chú nguyện rằng là trong cái cuộc đời còn lại của chú thì chú dành hết để mà phục vụ cho Chúa mà thôi. Vì thế cho nên là đến năm 1991 và đến năm 95 chú sang đây là chú mới xin đi tu về vậy. Tức là cái nguyện ước của chú là đi tu để phục vụ. Thế rồi đến khi mà năm 2002 thì chú chuẩn bị được phong chức phó tế, thì lúc bây giờ chú lại nguyện trong đầu là chú chỉ muốn là ở kín trong gia đình thôi, rồi để phục vụ trong nhà thờ thôi, chứ không đi ra sinh hoạt ở ngoài đời nữa. Thế nhưng mà rồi đến cái lúc đó nó lại cái sự hối thúc của chú, là bởi vì chú đi chú nói nói là chỉ có $2 là quý vị đã có thể giúp cho một cụ già có cơm ăn cả tháng. Thì cái đó quá tốt, nhiều người muốn tham gia với chú. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà chú lại theo cái ý nguyện của mình là chỉ có ở nhà mà và nhà thờ không, thì không đi gặp gỡ người này người kia được. Thì chú nên là chú lại đi ra đời lại với cái ý hướng là kêu gọi những người khác để cùng tham gia với mình để mà làm việc bác ái.
thì phải nói rằng là chương trình rất là thành công. Cũng thưa với quý vị là đến năm từ khi mà khởi sự năm 2002 đến năm 2007 đó thì rất là thành công, chương trình giúp gạo rất thành công. Quý vị có thể tưởng rằng là trong cái lúc đó đến năm 2017 là 15.000 cụ già có trong danh sách Đồng Hoàng mỗi tháng đều nhận 10 kg gạo. Đó. Thế thì khi mà cái sự thành công đó như vậy thì chú muốn rằng là mong muốn rằng là khi mà chú mất đi rồi thì cái chương trình vẫn được tiếp tục. Chứ không phải khi mà chú mất đi rồi là cái chương trình giúp gạo nó mất. Cho đến bây giờ mọi sự nó khó khăn bớt đi rồi cũng cũng có cả vài ngàn người, không những tại Việt Nam mà tại 10 quốc gia khác ở trên thế giới này, cộng lại cũng phải được mấy ngàn người cũng tiếp tục được cái hưởng cái chương trình này. Thì các cháu cũng đã có từng tham gia với chú để mà gây quỹ đó. Thì chú nghĩ rằng là trong khi mà chú mà đi giúp như vậy thì chú có tiền, nhưng mà chú phải nhờ các dòng tu khác ở Việt Nam, các bà sơ, các linh mục mới chuyển cái gạo đến cho các cụ được, chứ chú không có người. Rồi đến năm 2005 đó thì chú nghĩ rằng là tại sao mình không tổ chức cái tu hội của mình để mình trực tiếp làm mà không phải đi nhờ người khác. Và cái tu hội đó nó sẽ có thể tiếp tục cái làm được công việc khi mà chú không còn nữa. Đó là cái ước nguyện của chú. Năm 2005 chú bắt đầu tổ chức cái hội tu của chú. Thì rất là khó khăn. Thì nếu mà những quý vị ở đạo Công giáo thì thấy nhưng mà thành lập được một dòng tu là một cái chuyện mà không tưởng. Nhưng mà chú cứ đi theo. Chú cứ đi theo mãi cái ước nguyện đó mà chú xây dựng. Mà cho đến bây giờ là chú được phép của Tòa Thánh Vatican ở đấy cho chú một cái lá thư, cho phép chú thành lập dòng, dòng nam và dòng nữ. Dòng nữ thì đào tạo các nữ tu, dòng nam thì đào tạo các linh mục để mà làm cái sứ vụ bác ái mà chú đang làm, tức là giúp cho các cụ già. Thì bây giờ thì trong cái kỳ này chú xuống đây hay là những cái thời gian sắp tới là để mà chú đi vận động xây dựng cái nhà dòng của chú. Kỳ này chú xuống là để mà kêu gọi một số bạn bè đóng góp với chú để xây cái nhà dòng ở bên Phi Châu, bởi vì bên đó là Đức Cha cho phép chú xây nhà dòng bên đó. Thì mình sẽ xây dựng nhà dòng bên đó, đào tạo nữ tu ở bên đó. Rồi mình đưa nữ tu của mình sang bên đó, huấn luyện các em bên đó. Tại vì chú cũng có các nữ tu ở Việt Nam hay là ở các nước khác rồi, cũng được mấy chục người rồi, thì sẽ dồn vào xây dựng cái dòng ở bên Tanzania trước. Thành ra chú muốn nhân dịp ở đây thì chúng có xin tất cả các quý vị hảo tâm. Thường thường người ta nói rằng là tiền nhiều để làm gì? Thì quý vị tiền nhiều để quý vị làm phước. Làm phước bây giờ thì quý vị lại để phước cho con cháu về sau này. Khi quý vị đóng góp cho Vũ Thành An xây dựng dòng tu đó thì các cái nữ tu, các vị tu sĩ sẽ cầu nguyện cho không những quý vị, cho các con, các cháu của quý vị sau này. Đó là một cái sự đầu tư, làm việc bác ái là một cái sự đầu tư đúng nhất, bởi vì nó sẽ đem lợi ích cho không những bây giờ tương lai. Và cho tương lai quan trọng, vâng. Các cháu có thể tưởng tượng rằng là bây giờ một câu chuyện đơn giản thôi, chú sang bên Tanzania, chú mua một miếng đất 16 acre với giá là 60.000 đô la trong cái cách đây 2 năm chú sang. Thì ý của chú là cái miếng đất đó để xây dựng nhà dòng. Nhưng đồng thời tại vì miếng đất rất là lớn này, chúng ta có thể trồng cấy trên cái miếng đất đó để ra cái hoa lợi. Ra cái hoa lợi thì cái hoa lợi đó sẽ dành để mà nuôi các cụ già. Và các cháu biết là cái mùa đầu tiên thu hoạch được đáng lẽ là chỉ hy vọng là 10 tấn mà thu gấp đôi 20 tấn bắp khô đó. Dạ. Bên đấy họ ăn ngô là chính đúng không ạ? Đúng rồi, họ dạ. Ăn ngô họ có thể ăn no bụng. Vâng. Và cho đến bây giờ 20 tấn ngô được phát cũng chưa hết.
bởi vì nó nhiều quá mà thành ra cho nên là năm nay thì chú thay vì bắp ngô xây trồng bắp thì các ông cha đại diện của chú bên đó thì ông nghĩ rằng năm nay ít mưa đó, cho nên ông sẽ không trồng bắp mà ông ấy trồng về hoa hướng dương đó. Thì năm nay là toàn bộ cái nước Tanzania đã cái mùa bắp là thất mùa, khô cháy hết. Người ta trồng bắp chung quanh cái chỗ đất của chú thì người ta trồng bắp nó khô cháy đen, không có thu hoạch được một hạt nào. Trong khi đó cái khu đất của chú là hoa hướng dương nó rất là... Thế là may là mình đi trước một bước với thời tiết đúng không ạ? Đúng rồi, may đó vậy nhá. Dạ. Thì người ta nói với chú rằng là trong khi người ta chết hết thì chú lại được mùa. Có lẽ là ơn trên ở với cái hội dòng Teresa của chú. Thì bây giờ giá cái miếng đất đó là nó tăng lên là 100,000+ đô la rồi. Nó giá trị nó tăng lên. Và đồng thời nó là một cái miếng đất nó sẽ sản xuất cái sản phẩm từ đời này qua đời khác để giúp cho những người nghèo. Thế thì bây giờ Vũ Thành An cũng cứ đi nói chuyện và quý vị có thể đóng góp một vài viên gạch của Vũ Thành An xây nhà dòng. Và nếu mà quý vị nhiều tiền nhiều quá không biết làm gì đó, thì mua đất ở bên đó. Rồi thì cứ mỗi năm miếng đất nó còn đó, nhưng mà mỗi năm nó sinh hoa lợi để mà giúp cho người nghèo. Thì cái người nghèo đó người ta sẽ cầu nguyện cho gia đình của cái người ân nhân. Và khi cái tiền làm phước không bao giờ mất. Không bao giờ mất. Thì đó thời đó cái này chú xuống đây thì cảm ơn Trung tâm Thúy Nga để cho chú có dịp để trình bày. Thì cái bài Đời Đá Vàng đó là nó là đến năm 1995 rồi chú đi tu, rồi chú đến năm 2002 chú ra phó tế thì chú mới viết thêm rằng xuống tận cùng dưới đáy mới thấy mênh mông rộng cõi trời. Hãy mở lòng chúng ta đón nhận biển tình yêu. Có nghìn lần tha thứ cũng chưa là ái từ. Hãy cảm tạ biết ơn có được đời đá vàng. Thành ra từ một người không biết cái ý nghĩa cuộc sống, không biết cái rất là buồn, thì bây giờ chú tìm được cái hạnh phúc, mà cái hạnh phúc của chú cho khi từ khi mà chú đi giúp những người khác thì chú rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc, một cái niềm hạnh phúc mà không diễn tả được. Và chính vì thế có lẽ niềm hạnh phúc đó nó giúp chú có cái sức sống để mà năm nay chú trên 78 tuổi rưỡi rồi mà chú vẫn đi hoạt động. Thì xin cảm ơn tất cả quý vị đã giúp đỡ Vũ Thành An trong những thời gian vừa qua. Và phải nói rằng là cuộc đời của Vũ Thành An giống như là trong tiểu thuyết. Và bây giờ đã đến cái giai đoạn này thì đó là một cái điều mà ơn không ngờ ơn trên đã ban cho Vũ Thành An và ơn trên đã ban cho người Việt Nam chúng ta. Thì đây là một cơ hội để chúng ta có thể làm việc bác ái. Xin một lần nữa xin cảm ơn Trung tâm Thúy Nga, các anh em ca nghệ sĩ. Và Vũ Thành An cũng xin cùng với các anh em hát bài Đời Đá Vàng để gọi là một bài hát mà con nghĩ là ai cũng thuộc, ai cũng biết và ai cũng yêu mến. Vâng, cảm ơn. Ta lần mò leo mãi không qua được vạch sâu, ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau. Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào, suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào. Ôi thôi đời ta phung
muôn phiên. Ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay tại sao ta sống chốn này quay cuồng mãi hoài, có gì có một lần mất mát mới thương người đơn độc, có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Quá dầm dề
cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn chúng con cảm ơn chú đã cho chúng con có một cái những tác phẩm được hát và được nghe những câu chuyện của chú hôm nay rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bài hát vừa rồi cũng là bài hát cuối cùng của chương trình Music Box ngày hôm nay, đặc biệt với sự có mặt của nhạc sĩ Vũ Thành An. Và Trần Thảo xin được hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Và một lần nữa, Ngọc Anh thay mặt cho Trung tâm Thúy Nga xin được cảm tạ tất cả những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình Music Box này. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Mới của lịch sử cho chúng mình ngồi với chú được hát những bài hát không mà được hôm nay được nghe hai bài hát lạ này. Chương trình này được bảo trợ bởi iGel Beauty, dược mỹ phẩm D1 bài Tâm Đoan và bột bánh xèo hương xưa. Đậu, đang làm gì đó Đậu? Xay gạo đổ bánh xèo chứ làm gì? Trời ơi, sao mà khờ quá vậy? Bây giờ đã có bột bánh xèo hương xưa rồi. Hương xưa như ý thơm thơm, dòng dòng tiếng ngon cho ta bánh xèo nhanh chóng dễ sinh an toàn. Bột hương xưa bổ dưỡng vô cùng, bà con ơi hãy mua, dễ làm nhanh lắm. Đã có bột bánh xèo hương xưa. Mikko, bột trộn sẵn bánh xèo hương xưa, chất lượng công nghệ Nhật Bản. Đậu ơi, đã có bột bánh xèo hương xưa rồi nè. iGel đẹp, rẻ, bền, sang, bóng, thương hiệu đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Chỉ 11 Mỹ Kim cho một set 3 trong 1, gồm bột Deep & Dub, sơn gel và sơn thường chuẩn cùng màu. Mua trọn bộ 247 màu, được tặng free 5 đèn Hybrid Light, free 4 bộ Color Charts và free shipping. Tổng giá trị quà tặng lên tới hơn 600 Mỹ Kim. Bột dip mịn, bền, gel và sơn thường dễ sơn, màu sắc chuẩn đẹp, phong phú, đa dạng. Đèn LED mẫu mã hiện đại, dễ sử dụng, sang trọng, mau khô gel và tiện lợi. Hãy liên lạc ngay với tiệm supply gần nhất hoặc website igelbeauty.com hay gọi số 832-553-2200. iGel Beauty, because your salon deserves the best. iGel hiện đang có special promotion, mua trọn bộ 3-in-1 được tặng một set quà. Có tới 6 set quà đầy giá trị cho quý vị lựa chọn. Tâm Đoan mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Nó sẽ tự biết thay đổi cái vấn đề nào đó của riêng cho quý vị, cho nên là nó sẽ chấp tất cả các loại da. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoan đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền hơn 5 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ. Căng thẳng lên và căng ra luôn. Chính xác luôn, những gì Tâm non và các review lại nói đó là sự thật. Em nào nám lên mũi xài đi. Mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra. Thì da rất là mịn, mỏng mà rất là căng. Đẹp, còn nám thì hầu như là mình không còn thấy nữa. Mua cái Tâm Đoan thì có thử, thì có uống được một lọ, có đi khám lại bác sĩ về cái đường tiểu á, cái chỗ chảy máu thì nó hết. Thì bác sĩ bảo là cái tế bào nó giảm đi, cái tế bào ung thư ở trong người. Không phải đi mổ nữa. Bác sĩ rất là ngạc nhiên, tại vì cái lượng máu của ba chị bạch huyết cầu đứng hẳn cái số điện bình thường. Đêm là nó nhức, ban ngày nó cũng nhức, nó chỉ uống là bây giờ không đau nữa. Cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mỏ. D1 will make the difference. 888-376-6768. Chúng tôi gửi hàng khắp nơi trên thế giới. Tâm Đoan trân trọng kính mời.